Đây, mình đang có trên tay một cái pin của laptop nha các bạn, một cái quả pin của laptop. Thì khi mà cái pin này nè, mình tháo cái vỏ nhựa này ra thì nó sẽ được như thế này nha các bạn. Đây, nó sẽ được như thế này. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn cách để mà mình tận dụng cái quả pin này vào các cái việc như là mình chế sạc dự phòng, hoặc là mình đậu chế đèn pin, hoặc các bạn dùng bất kỳ cái gì. Thì các bạn phải cần lưu ý một cái vấn đề đặc biệt như thế này. Đây, thì như các bạn đã thấy, các bạn chờ tí nha, để cái tạm hình hàng mình nó nóng cái đã. Thì khi mà các bạn tháo như thế này thì các bạn nhớ lưu ý nha, mình sẽ cắt như thế này. Đây, mình sẽ cắt ra như thế này. Các bạn lưu ý, mình cắt thì mình phải cắt cho nó cẩn thận nha các bạn. Các bạn cắt mà không cẩn thận thì nó sẽ vào pin, nó sẽ gây cháy nổ nha. Cái này cũng khá là nguy hiểm các bạn. Đây, mình sẽ cắt ra nha. Gãy kìm luôn các bạn. Mình cắt vừa vừa mà sao nó gãy kìm luôn. Thôi mình bỏ cái kìm này nha các bạn. Mình lấy kìm này các bạn. Cái kìm này thật ra nó cũng rẻ các bạn. Cắt cái này không mà mình cắt nó gãy kìm luôn mới ghê các bạn. Ok, mình cần lấy hai quả mình làm clip được nha các bạn. Thì khi các bạn cắt được như thế này đúng không? Mình cắt cái này nó ra cho nó cho từng cell cho dễ nha các bạn. Các bạn lưu ý cắt cái này, các bạn không được cắt vào cái phạm một cái vỏ như pin nha. Nó sẽ bị nổ pin nha các bạn. Đó, mình mới vừa cắt phạm vỏ, các bạn thấy nó nẹt lửa không? Các bạn phải lưu ý nha. Chứ không là nó bị cháy nổ nha các bạn. Cái này khá là nguy hiểm nha. Cái đầu phía dưới bình thường nha các bạn. Tại cái đầu phía trên á thì nó là cái đầu dương. Cho nên là nó sẽ không có nó nếu mà các bạn làm cái này nè, nó đụng vỏ chỗ này nè. Tức là nó sẽ chạm vào cái cực âm của pin nha các bạn. Thì đây mình đo, mình kiểm tra luôn cho các bạn xem. Đợi sang đo DC nhé. Đây, pin cực 3.7 nha các bạn. Còn cái quả đây mình cũng có một quả, nhưng mà mình lúc mình mới chơi các bạn, mình đã từng gặp sai lầm các bạn. Pin này hư các bạn, nhưng mà nói chung mình lấy pin để mình làm cho các bạn xem thôi. Thì đây, thì khi mà các bạn cắt pin ra, các bạn tuyệt đối không được cắt như mình nha. Để mình hàn cho các bạn xem. Hàn không thể nào mà hàn chính được nha các bạn. Từ khi các bạn có dung dịch. Đây. Các bạn không bao giờ các bạn hàn dính nha. Đấy không? Các bạn không có hàn dính được. Đấy. Nếu mà các bạn cắt như mình như thế này là các bạn không có thể nào mà hàn dính vô đây được nha. Thì đây. Khi các bạn cắt á, mình hướng dẫn các bạn một mẹo cắt nè. Đây, các bạn cắt như thế này. Các bạn chừa lại cái... các bạn chừa là cái thanh cái này kia bằng cái gì ta, nó gọi là cái kẽm nha các bạn. Kẽm bạn cắt, các bạn phải chừa lại. Đây, mình chừa lại như thế này nè. Đấy, phía đầu này cũng như thế. Các bạn đừng có cắt nó mất cái đầu đó nha các bạn. Mà phải chừa lại, tại cái này là người ta hàng xe vô rồi. Đây, các bạn cắt nó sẽ được như thế này. Đây, các bạn chừa lại cái kẽm pin nha. Khi mà có cái kẽm pin như thế này á thì các bạn hàng một chỉ hàng nhẹ cái thôi là nó dính này. Đây, mình hàn cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy nó mất thiết không? Đây, như thế là nó, các bạn hàng mới dính các bạn. Các mình khi mà mình cắt pin mình tận dụng mà, các bạn đâu có cần gỡ pin ra làm gì đâu. Khi mà các bạn gỡ pin này, các bạn không có máy đóng xeo là các bạn không có thể nào mà các bạn hàng dính nha. Đây, cái kẽm này hàng dính nha các bạn. Cái kẽm này hàng dính, còn cái ở phần ngoài này nè, cái phần ngoài này là các bạn hàng không có bao giờ các bạn hàng dính nha. Đây, mình có một quả pin cũ, mình lấy cho các bạn xem. Mới bỏ đi đâu rồi. Đây. Thì khi mà các bạn hàng như thế này, các bạn hàng không bao giờ dính. Đây. Nó không dính nha các bạn. Mình để lâu một tí nó nóng sẽ hư pin luôn, chứ nó không dính nha. Nó không dính đâu nha. Cho nên các bạn phải đặc biệt lưu ý cái vấn đề này nha các bạn. Để khi các bạn tận dụng xe pin, các bạn không biết, các bạn cắt luôn cái phần kẽm này là thua nha các bạn. Các bạn cắt luôn phần kẽm này là các bạn không có hàng dính á. Các bạn nào mà có dung dịch thì mình hàng vẫn dính nha. Còn nếu mà các bạn không có dung dịch thì các bạn hàng thì không bao giờ dính nha các bạn, nó phải gọi là không bao giờ dính nha. Đấy, ok, clip này kết thúc tại đây nha các bạn.